Hello các anh em, Afnan 9pm. Đây là một mùi hương mà các YouTuber nước ngoài hoặc là cả giang hồ ở Việt Nam đang đồn đại, đang so sánh nó với Jean-Paul Gaultier Entremet, ông hoàng của những bữa tiệc ông hoàng của Diba. Thì liệu rằng hai chai nước hoa này có cái nét tương đồng nào hay không, và những cái điểm mà các anh em cần biết trước khi có ý định mua chai nước hoa này là như thế nào, thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến với các anh em 5 điều mọi người cần nên biết về chai nước hoa Afnan 9pm trước khi mà chúng ta có ý định bỏ tiền ra sở hữu sản phẩm này. Ok, thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình không nói nhiều nữa, let's go. Trước khi chia sẻ với các anh em những cảm nhận của mình về sản phẩm này, thì phải nói thật với các anh em mình thấy khá thú vị với cái tên gọi của nó, 9pm, 9 giờ tối. Có lẽ rằng nó là một cái phiên bản clone của mùi hương ông hoàng Diba, ông hoàng của những bữa tiệc Entremet, cho nên nhà Afnan này họ hàm ý rằng đặt cái mốc là 9 giờ tối thì và xịt mùi hương này, đó là một cái giờ vàng cho các anh em chúng ta bay lên, chúng ta sẽ xõa, chúng ta sẽ lên nóc nhà đó, nguồn dạng kiểu như thế. Nếu mà có khoảng 1 giờ sáng thì càng tốt, tăng 1 xong thì có tăng 2 kiểu như thế. Quay trở lại với chủ đề chính, thì mình chia sẻ với các anh em 5 điều mà mọi người cần biết trước khi quyết định mua sản phẩm này. Điều đầu tiên, mùi hương của nó. Mình thấy rằng có rất nhiều các anh em, kể cả ở forum nước ngoài hoặc là hôm trước mình có post lên trên YouTube, trên cái cộng đồng ấy, thì mọi người cũng đều nhận xét rằng 9pm nó có nét tương đồng với Entremet. Nhưng với cá nhân mình thì mình lại suy nghĩ hơi khác một chút. Trong khi ở Entremet nó là một sự kết hợp giữa fruity và vani, mà ở đây cụ thể đó là lê và vani, tạo nên một cái mùi hương nó vừa ngọt, nó vừa có vị thơm của trái cây và có cái vị ngọt nồng nàn của vani, tạo nên một cái mùi hương rất là sexy, rất là, nói chung là ở bất kỳ một cái điều kiện nào chúng ta cần một cái mùi hương mà thể hiện đó, chúng ta không muốn bị hòa lẫn cùng với mọi người, thì Entremet nó là một cái vũ khí như thế. Còn với 9pm thì nó cũng vẫn sử dụng vani, thế nhưng ở đây nó mix cùng với những cái nốt spicy, mà ở đây đó là quế và amber, thì nó tạo nên một cái tông mùi mà mình, cá nhân mình thấy rằng nó có thiên hướng giống với Le Mé Le Parfum, một phiên bản flanker tiếp theo của Entremet, hơn là giống với chai nước hoa này. Mặc dù mình đã nhớ ở trong một cái video mình có cái đánh giá về Le Mé Le Parfum thì nó vẫn có nét với Entremet, thế nhưng nó bớt đi cái sự ngọt ngào, bớt đi cái sự nồng nàn của fruity cay đó, và thay vào đó là một chút cay nồng mix cùng với vị ngọt của vani, thì 9pm mình thấy nó giống chai hoa đó. Đấy là cái cảm nhận của mình, có nghĩa rằng nói tóm lại, so với Entremet, 9pm nó sẽ không có cái vị thơm của fruity, không có cái vị giống như kiểu của quả lê, mà ở đây khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ thấy hơi cay nồng một chút mix cùng với vani đó, thì nó sẽ vẫn có nét của Entremet, thế nhưng bảo là giống hoàn toàn thì là không phải, mà cá nhân mình lại thấy nó giống với Le Mé Le Parfum. Thì đấy là điều đầu tiên mọi người cần nên biết về mùi hương của chai nước hoa này. Điều thứ hai, đó là nó không hẳn là một mùi hương bị gò bó bởi những cái dịp mà giống như kiểu clubbing, karaoke, party. Bởi vì mình thấy rằng là mùi hương của nó không quá là mạnh bạo như so với Entremet. Nếu như ở phiên bản này thì thực sự là nó chỉ phù hợp với những cái bữa tiệc, những cái buổi đi bar, những cái buổi gì mà cần phải bùng cháy. Thì với 9pm nó vẫn mang những cái nét của Entremet, thế nhưng nó đã có một cái sự chừng mực hơn, nó có một cái gì đấy nó giống như kiểu dưới sự kiểm soát hơn. Thì chai nước hoa này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, ví dụ như mùa đông chúng ta đi cà phê, chúng ta đi gặp gỡ, không thành vấn đề. Mình cho rằng nó không thành vấn đề, bởi vì như mình đã nói, nó không có cái sự mạnh bạo dữ dội như Entremet, mà nó có một cái sự gì đấy nó kiểm soát hơn, nó được làm tròn trịa hơn đó. Thì các anh em khi mà mua chai nước hoa này thì chúng ta sẽ có một cái sự linh hoạt lớn hơn so với cái phiên bản chai nước hoa này. Ok, đấy là điều thứ hai mọi người cần nên biết. Điều thứ ba, đó là về hiệu năng của mùi hương.
Mình thấy rất là nhiều các anh em đánh giá cao về hiệu năng của mùi, kể cả các anh em ở bên nước ngoài. Thế nhưng mà có thể là do cái cơ địa của mình nó không được hợp. Mình hiệu năng của Chanel Hoa này không tệ, thế nhưng nó không phải là xuất sắc. Mình nghĩ rằng nó chỉ trên da của mình nó chỉ rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 tiếng đồng hồ trước khi là thấy nó cũng khá là nhạt nhòa. Thì có thể là do cái cơ địa của mình, hoặc là cái hiện mình có thấy là hình như là đã có phiên bản batch cũ, batch mới của Chanel Hoa này. Thì có thể Chanel Hoa này hiện nay mình đang cầm trên tay là batch mới. Nhưng nói đi nói lại, về hiệu năng mùi mình không đánh giá nó quá là xuất sắc. Nó chỉ ở mức ổn. Đó, 6 đến 7 tiếng với một chai nước hoa clone mình đánh giá chỉ ở mức ổn. Tuy nhiên mình nhắc lại, đấy là trên da của mình. Chứ mình không biết là trên da các anh em như nào, thì chúng ta cũng cũng chỉ để lên đi tham khảo mà thôi. Đó, thì đấy là điều thứ ba mọi người cần nên biết. Điều thứ tư, nếu như để mà một trong những chai nước hoa clone đáng tiền để mua, thì mình cho rằng 9PM là một trong những chai nước hoa như thế. Bởi vì về mùi hương, về tính linh hoạt mùi hương, về cái độ không bị hóa học khi mà ngửi mùi, thì 9PM ít nhiều nó đáp ứng được những tiêu chí như thế. Chúng ta không thể đòi hỏi nó là phải là một cái gì đấy nó xuất sắc, nó đòi hỏi nó một cái gì đấy nó phải độc đáo. Mà ở đây chúng ta đang xét theo những tiêu chí một cái mùi hương thơm, một cái mùi hương xịt ra để mọi người sẽ khen ngợi, và một cái mùi hương mà nó sẽ ít bị mất kinh phí khi mà bỏ tiền ra để sở hữu. Thì theo những tiêu chí đấy, mình cho rằng 9PM là một trong những sản phẩm cũng khá là đáng tiền cho các anh em nào bị hạn chế về mặt kinh phí. Thì đây sẽ là một trong những chai nước hoa mà chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu. Đó, thì đấy là điều thứ tư mọi người cần nên biết. Điều thứ năm, đó là có cần thiết, có đáng để sở hữu chai nước hoa này hay không. Đây là một cái câu hỏi mình nghĩ rằng là sẽ rất là, có thể là rất là dễ, hoặc có thể là rất là khó. Thì mình cho rằng anh em sinh viên, anh em nào kinh phí không dư giả, anh em nào chỉ đơn thuần dùng nước hoa, đây là một chai nước hoa dùng trong mùa xuân, mùa thu, mùa đông, đáng để chúng ta sở hữu, rất rất đáng để anh em tham khảo khi mà mua. Chứ bảo sở hữu thì nghe có vẻ là PR quá, chỉ rất là đáng để cho chúng ta tham khảo để mua. Bởi vì như mình đã nói, mặc dù nó có nét với Antoine, thế nhưng nó không còn cái sự bùng nổ, mà nó đã có một cái sự chừng mực hơn, thì nó sẽ đa dụng hơn. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng trong các dịp, chứ không chỉ đơn thuần giống như kiểu đi bar, giống như của sản phẩm của nhà Gonche. Còn lại, với một những ai mà đã gọi là đã bắt đầu gọi là chuyển sang gọi là chơi, chúng ta muốn có một cái gì nó sâu hơn về nước hoa, thì mình kịch liệt phản đối mua chai nước hoa này. Bản thân mình thì mình không khuyến khích, mình chưa không bao giờ mình muốn khuyến khích các anh em sử dụng nước hoa clone. Mặc dù mình biết là những cái ưu điểm của nó rất là tốt, thế nhưng nếu như các anh em chơi thì mình không đồng với tình nếu như mọi người sở hữu chai nước hoa này. Đó, còn rất nhiều, chúng ta không nên gọi là quá mảnh những chai nước hoa clone. Thực sự nếu như mà các anh em đã là con nghiện của mùi hương, thì chúng ta hãy đầu tư hoặc là tìm cho mình một cái con đường riêng. Đừng đi lại những con đường mà giống như kiểu là đã có những cái sản phẩm đi trước nó đã đi rồi, mà chúng ta cứ đi theo những con đường như thế thì mình nghĩ là hơi phí. Còn lại, nếu như anh em nào chỉ là về kinh phí, về mọi cái chúng ta chỉ đơn thuần chỉ là dùng nước hoa, thì đây là một sản phẩm rất đáng để các anh em tham khảo. Đó, thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến với các anh em 5 điều mà mọi người cần nên biết về chai nước hoa Afnan 9PM. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Ok, còn bây giờ, bye bye.